Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khay để đồ ăn 2 tầng của hãng IKEA. Cái tay cầm được làm bằng thép, còn cái chỗ để đồ ăn thì được làm bằng tre. Mình mua cái khay 2 tầng này đơn giản vì nó nhìn cái thiết kế của nó rất là đẹp. Cái khay thì được làm bằng vật liệu bằng tre rất là thân thiện. Mình mê những đồ làm bằng tre. Tre là một loại gỗ cứng bền, có thể chịu ẩm và khó bị trầy xước. Màu sắc tự nhiên của tre cũng rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.